này là một thói thượng đế ở trên trái đất mình, chỉ là một hạt cát trong 3.000 cái chúng sanh ở ngoài kia mà cha cha tức là thượng đế là phải lo, các chư Phật phải lo hết 3.000 chúng sanh, không phải chỉ riêng trái đất mình. Mà hiện giờ á, cái ngày tận thế, những tận thế cùng một lúc nha, cả tầng những tầng trời cũng đang tận thế, và mấy nghìn trái đất ngoài kia cũng đang tận thế, và mình cũng đang tận thế. Mà cái tận thế ngày xưa những ông bà của mình không có đủ phước bằng mình. Mình đang sống ở một cái thời đại rất là có phước, vì mình chứng kiến được con Covid nó đau khổ đến thế nào, nó làm cho mình mất tự do như thế nào, và khi mà người thân mình chết cũng không có một lời từ biệt. Và mình cũng chứng kiến những cái gọi là không thể nào mình nghĩ ra được. Cũng giống như ở nước Mỹ, người ta nói là tự do, là mình đi từ Việt Nam 25 kiệt đi vượt biên qua, là muốn đi tìm tự do. Qua nước Mỹ rồi nó lại dạy ngược lại những cái không tự do. Giống như bản chẳng lẽ bây giờ khi mà ông Biden lên, cái đảng Dân Chủ lên, thổ tả lên, họ có dạy những đứa em nhỏ về chủ nghĩa các Mác Lê Ninh gì đó ở trong trường học. Quý vị thấy nó buồn cười không? Rồi hôm nay những ngày tận thế mà ngày xưa mình cứ tưởng tượng như khủng khiếp, là trái đất này nổ tung hay bom tử nổ tung, như coi những cái phim mà mình làm, hay là phim The End of the Day gì đó, End of the World gì đó, đó là khủng khiếp. Nhưng mà ở trên thương chúng mình, cho Kiệt lên làm người truyền tin của thời kỳ này chỉ một duy nhất.